tặng tin mừng thứ sáu tuần thứ năm mùa chay, tác phẩm của sự thánh thiện linh mục Minh Anh, tổng giáo phận Huế. Nếu tôi không làm những việc của cha tôi, các ông đừng tin tôi. Nhưng nếu tôi làm những việc đó, thì dù các ông không muốn tin tôi, hãy tin những việc đó để các ông nhận biết và biết chắc rằng cha ở trong tôi và tôi ở trong cha. Trong xuất hành từ chương 25 tới 30, Chúa chỉ thị cho Môi-se cách thức thiết kế nhà tạm, hòm bia, bàn thờ, phẩm phục và các thứ khác. Môi-se phải tìm các nghệ nhân, họ lấy vàng, bạc, vải và những đá quý chói lọi để thiết kế cầu kỳ nhất có thể. Mục đích của Chúa đối với các công việc này là gợi lên mục đích chung cho mọi công trình, mọi tác phẩm: tôn vinh vẻ huy hoàng của Thiên Chúa và biểu lộ vinh quang Ngài. Chúng phải là những tác phẩm của sự thánh thiện. Kính thưa anh chị em, thật thú vị, lời Chúa hôm nay nói đến những tác phẩm của sự thánh thiện. Đó còn là những chứng từ không bằng lời nói nhưng bằng việc làm. Với lời nói người ta có thể tranh luận, với việc làm thì không. Mỗi việc tốt lành của một chứng nhân là một tác phẩm của sự thánh thiện. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu tiết lộ một điều hết sức quan yếu. Đức tin không chỉ đặt nền tảng trên những gì Thiên Chúa đã nói, nhưng còn trên những gì Thiên Chúa đã làm. Chúa Giêsu chỉ ra các công việc của Chúa Cha như là nền tảng đức tin nơi Ngài với tư cách là con. Nếu tôi làm các việc đó thì dù các ông không tin tôi, ít ra cũng hãy tin các việc đó. Công việc vĩ đại nhất trong những công trình của cha là phục sinh Chúa Con từ cõi chết mà chúng ta sắp tưởng niệm. Lời nói không có sức mạnh bằng việc làm. Lời nói có thể thuyết phục lý trí, nhưng việc làm sẽ dịch chuyển ý chí của lý trí đến hành động, đến quyết định. Chúa Giêsu vẫn tiếp tục thực hiện các công trình của Chúa Cha, đặc biệt trong bí tích thánh thể và bí tích giải tội, cũng như trong các bí tích khác. Đó cũng là những tác phẩm của sự thánh thiện. Thế giới cần lời chứng về một đời sống thánh. Chúng ta không thể đánh giá thấp tầm quan trọng và sức mạnh của những lời chứng cá nhân trong một thế giới ngập tràn thông tin thuộc mọi kiểu kích thích. Biết bao từ ngữ, hình ảnh và khẩu hiệu. Tuy nhiên, trong bối cảnh hỗn tạp này, chỉ các tác phẩm của sự thánh thiện thực sự mới có thể nói tiếng nói mạnh mẽ nhất, vang vọng nhất. Về điểm này, Thánh Giáo Hoàng Phaolô 6 có một câu nói bất hủ: con người đương đại cần lời chứng hơn lý lẽ. Với cá nhân mỗi người, các việc chúng ta làm có phù hợp với lời chúng ta nói không? Công việc của chúng ta có nói lên điều chúng ta tuyên xưng không? Hay tất cả chỉ là từ ngữ mà không có lấy một tác phẩm của sự thánh thiện? Kết thúc tin mừng hôm nay, Gioan viết: và có nhiều kẻ tin Ngài. Dẫu gặp bao chống đối, lời nói và việc làm của Chúa Giêsu vẫn có một khả năng đặc biệt để thâm nhập trái tim con người. Sự chống đối khủng khiếp và thậm chí thâm độc không thể khiến người khác không tin vào Ngài. Mầu nhiệm này được lặp đi lặp lại trong đời sống hội thánh. Nơi nào có sự chống đối lớn nhất đối với tin mừng, nơi đó luôn có những cuộc hoán cải lớn nhất. Sự thật này bảo vệ chúng ta khỏi nản lòng trong nỗ lực truyền giáo của mình. Vậy hãy để ánh sáng của bạn tỏa sáng trên thế giới, để họ có thể tin. Hãy để tác phẩm của sự thánh thiện nơi bạn nói tiếng nói của chúng. Jeremia trong bài đọc hôm nay đã trải nghiệm niềm vui của một chứng tá thánh thiện. Hãy ngợi khen Chúa vì Ngài đã giải thoát kẻ cơ bần khỏi tay phường hung bạo. Thánh Vịnh Đáp Ca có chung một tâm tình: lúc ngặt nghèo tôi kêu cầu Chúa, Ngài đã lắng nghe tiếng tôi. Anh chị em, nếu tôi làm các việc đó thì dù các ông không tin tôi, ít ra cũng hãy tin các việc đó. Từ hư vô, Thiên Chúa tạo dựng con người cách lạ lùng, nhưng Ngài cứu chuộc nó còn lạ lùng hơn nữa. Hãy chiêm ngắm thật lâu con người Giêsu trên thập giá, trầm mình sâu lắng bên thánh thể để nghiệm thấy việc Thiên Chúa làm, hầu con tim chúng ta có thể dịch chuyển mà vững tin nơi Ngài.
Nếu các việc làm của Chúa Giêsu tiết lộ danh tánh Ngài là con Thiên Chúa, thì trên thập giá Ngài tiết lộ danh tánh Ngài là con Thiên Chúa một cách trọn vẹn nhất. Nhờ kiệt tác chết và phục sinh của Ngài, chúng ta được tái sinh, không chỉ để trở nên một tạo vật mới, nhưng để trở nên một tác phẩm của sự thánh thiện. Chớ gì, bạn và tôi, chúng ta tỏa sáng sự thánh thiện này qua những việc làm xem ra tầm thường, nhưng thật sự rất phi thường nơi trần thế này. Chúng ta có thể cầu nguyện: Lạy Chúa, xin dạy con cách kiến tạo một tác phẩm của sự thánh thiện mà không bắt đầu từ đâu khác, cho bằng bắt đầu từ việc hoán cải chính bản thân con. Amen. Lời nhắn: mọi người đều có thể yêu cầu được nhận bài suy niệm ngắn gọn tương tự của cùng tác giả trong mỗi ngày. Xin liên lạc qua email minhanhhue06@gmail.com. Xin cảm ơn. Linh mục Minh Anh, Tổng giáo phận Huế. Hẹn gặp lại.